Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế giới Máy Vạch chúng tôi xin giới thiệu các bạn đó là cái bộ máy quét RFID được ứng dụng ở trong là kho bãi thông minh. Thì hôm nay công ty chúng tôi có nhập về từ hãng Enbin, đó là 5 bộ máy quét RFID này. Thì một bộ máy quét RFID sẽ gồm hai cái bộ phận chính, đó là anten. Đây là cái cọc, cái con ốc để mà mình có thể làm lắp lên băng truyền hoặc là cửa ra vào. Thì anten này thì sẽ có chức năng là thu phát sóng cái tần số RFID, để mà ra trong cái tần số của nó sẽ có bao nhiêu cái nhãn RFID và trả dữ liệu về cho cái đầu đọc reader. Thì đây là cái đầu đọc reader mình đã khu sẵn ở đây. Đầu đọc reader của Enbin thì nó sẽ hỗ trợ tối đa ở đây là 4 cái anten. Thì khi anten đã thu được cái dữ liệu đó sẽ truyền về đầu đọc reader này và sẽ trả lại cái hệ thống trong công ty, nó là thông qua cổng là Ethernet hoặc là cổng RS232 hoặc là một số cổng khác như là USB. Thì mọi chi tiết và sản phẩm thì các bạn có thể là liên hệ với công ty Thế Giới Máy Vạch để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.